Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: ông này thật là Đấng Kitô. Người khác nữa lại nói: Đấng Kitô xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bethlehem, quê hương của David. Vì thế dân chúng bất đồng ý kiến nhau về người. Trong số đó có một ít kẻ định bắt người, nhưng không ai dám ra tay bắt người. Vậy khi những người thừa hành đến với Thượng Tế và Biệt Phái, các ông này hỏi họ rằng: tại sao các ngươi không điệu nó tới? Các người thừa hành thưa rằng: chẳng hề có ai nói như người ấy. Các người Biệt Phái trả lời rằng: chớ gì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người Biệt Phái có ai tin người ấy đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó, nó không biết gì lệ luật. Nicodemo là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: chớ gì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nhưng họ trả lời rằng: hay ông cũng là người Galilê, hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilê. Sau đó ai về nhà nấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta chứng kiến một sự chia rẽ trong dân Do Thái, với hai nhóm người: những nhóm người dân bình thường cũng như những người dân tri thức. Họ chứng kiến những lời nói của Đức Chúa Giêsu, họ chứng kiến những việc làm của Đức Chúa Giêsu, và họ đã tin vào Ngài. Và đối với họ, Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đối với họ, Đức Giêsu là một tiên tri. Nhưng trong số đó, phần đông là những người Pha-ri-siêu kinh sư, họ không chấp nhận Đức Giêsu. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Họ có bằng chứng của họ chứ? Họ có lời chứng xác thực ở đâu? Trong Kinh Thánh. Họ nói không có một vị ngôn sứ nào lại xuất thân từ Galilê, như lời của Nathanael sau này đã nói. Nathanael đã nói điều gì? Philippe nói: tôi đã gặp Đấng Kitô. Nathanael đã nói: ở Nazareth có cái gì hay ho đâu. Như vậy thì con người chúng ta thường chụp mũ trước hoàn cảnh của người khác. Và hôm nay những người kinh sư này, họ đã chụp mũ Chúa Giêsu, vì họ đã tìm hiểu Kinh Thánh rất kỹ càng, rằng họ thấy Đấng Kitô không xuất thân từ Galilê. Và Đấng Kitô đến, họ cũng không hề biết Đấng Kitô đến ở đâu. Do đó, Chúa Giêsu người ta biết quá rõ về xuất thân của Ngài. Rồi Đấng Kitô không xuất thân từ Giu-đê mà xuất thân từ Galilê, lại càng làm cho người ta phải đặt câu hỏi hơn nữa. Như vậy thì càng cho những người luật sĩ kinh sư xác nhận rằng Đức Kitô không phải là Chúa Giêsu. Sự tinh trí trong đầu, thái độ quy chụp mũ và một thái độ đọc Kinh Thánh không có hiểu được những điều đã diễn ra nơi chính con người của Đức Kitô, như tiên tri Isaiah đã nói: vua hòa bình xuất hiện sẽ đem lại mọi điều
tốt đẹp. Kẻ mù được xem thấy, kẻ què đi được, kẻ câm nói được, kẻ tù đài thì được giải phóng. Tất cả những điều đó Đức Giê-xu đã đến và đã làm, nhưng họ lại không nhìn thấy Đức Giê-xu ngoài thực tế, mà họ chỉ nhìn thấy Đức Giê-xu trong sách vở. Nếu chúng ta đọc kinh hàng ngày, chúng ta cầu nguyện hàng ngày, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nơi ngôi thánh đường này, nhưng khi chúng ta ra khỏi ngôi nhà thờ này, chúng ta lại không nhìn thấy Đức Giê-xu nơi anh chị em của mình, thì chúng ta vẫn chưa được gặp Đức Kitô, và chúng ta vẫn như những Pha-ri-siêu, vì chúng ta chỉ thấy Đức Kitô nơi nhà thờ, chứ chúng ta không thấy Đức Kitô nơi chính những người anh chị em của mình đang lầm than vất vả. Và hơn thế nữa, những người đó là những người thấp cổ bé miệng trong cuộc sống. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người đang gặp cảnh ốm đau bệnh tật. Chúng ta tuy không đến nhà thờ, nhưng chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa, trò chuyện với Chúa. Và chính việc gặp gỡ trò chuyện với Chúa sẽ làm cho con mắt đức tin của chúng ta được sáng bừng lên khi chúng ta biết nói với con cái của mình, những người chăm sóc mình, bằng những lời nói dịu dàng, bằng những điều mình chấp nhận với những gì người khác đem đến cho mình. Thì lúc đó chúng ta thật sự là chúng ta trở nên người môn đệ của Đức Kitô, và chúng ta nhận ra Đức Kitô hiện diện nơi người khác, để chúng ta giống như Đức Maria dám ôm lấy đứa con xác của mình, là xác của Đức Giê-xu dưới chân thập giá, ôm lấy những đau khổ của Thiên Chúa để đem vào mình, để nhờ đó đem lại sinh ơn cứu độ cho cả thế gian. Chúng ta không làm được như Đức Mẹ Maria, nhưng chúng ta cũng ôm lấy được những căn bệnh của mình, chúng ta cũng ôm lấy được những điều trái ý người khác làm cho mình, để chúng ta biến đổi những khó khăn, biến đổi những đau khổ đó thành ơn cứu độ, không chỉ cho chúng ta mà cho những người thân của chúng ta. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe bài tin mừng đã thấy dân chúng và cả những luật sĩ biệt phái bắt đầu có những quan điểm bất đồng về Chúa Giê-xu. Có lẽ dân chúng thì ít đọc Kinh Thánh thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà giới lãnh đạo, luật sĩ và biệt phái đã đọc Kinh Thánh nhiều, nhưng mà để cho cái tôi lòng kiêu căng tự mãn che hết lương tâm và con mắt của họ, cho nên họ không còn nhận ra Thiên Chúa qua Đức Giê-xu, qua những lời các ngôn sứ tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế. Thế nhưng mà trong số đó, thưa anh chị em, vẫn còn có người đứng về phía Chúa Giê-xu, dám chọn Ngài. Đó là Ni-cô-đê-mô, chọn lẽ phải, chọn đứng về lề luật, chọn đứng về Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta đang sống ở trong xã hội này, biết bao nhiêu trào lưu tục hóa, biết bao nhiêu những lời ngon ngọt nói có vẻ nghe lọt lỗ tai, đang dẫn chúng ta đi xa Đức Kitô. Xin cho chúng ta kiên quyết chỉ tin và chọn một mình Đức Giê-xu Kitô mà thôi. Tin Chúa Giê-xu và tin vào giáo hội của Ngài, dù cho sóng gió ba đảo, dù cho có thế nào đi nữa, thì không có gì có thể tách tôi ra khỏi được lòng mến Đức Kitô. Amen. Hôm nay thì những người có cái quyền, những người lãnh đạo trong tôn giáo cũng như trong xã hội Do Thái muốn bắt Chúa Giê-xu, đã có những người được thừa hành lệnh này, lệnh đi bắt Chúa. Thế nhưng những người thừa hành lại đến với Chúa thì có lẽ họ đã nhìn thấy, họ đã nghe được biết bao nhiêu hành động và lời giảng dạy của Chúa. Họ đã ngừng mắng tại sao các ngươi không bắt cái tên Giê-xu ấy. Và chúng ta thấy trong nội bộ của người Do Thái lúc bấy giờ bắt đầu lúng cũng vì Chúa Giê-xu, bắt đầu lúng cũng và chia rẽ nhau, người thì muốn bắt, người thì không.
người thì cho rằng Chúa là một kẻ không xứng với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa chỉ vì gốc gác của người xuất phát từ Galilê thôi. Họ đã nghi ngờ Chúa không phải là Thiên Chúa, bởi nếu từ Thiên Chúa mà đến thì con người ta sẽ ở tại Jerusalem chứ sao tại Galilê, vân vân. Những điều như vậy bắt đầu có những chia rẽ, nhưng mặt khác thực tế Chúa Giêsu vẫn đang thu hút đám đông. Chúa Giêsu vẫn giảng dạy và rất nhiều người kính mến muốn lắng nghe Chúa nói, muốn lắng nghe lời dạy của Chúa. Đối diện với thực tế họ không thể chối từ. Một mặt họ nhìn thấy, họ nghe được những lời giảng dạy và những hành động mà nhiều người cho rằng còn hơn cả những rabbi Do Thái. Nhưng mặt khác thì họ lại cho rằng đây là một kẻ phản Kitô, đây là một kẻ có thể nói là phạm thượng vì dám nhân danh Thiên Chúa mà đến với muôn người. Nhưng điều trên hết quan trọng đó cũng không phải là lý lẽ của Kinh Thánh cho bằng là sự ganh ghét. Bởi vì biết bao nhiêu hàng lãnh đạo trong tôn giáo, trong xã hội của Israel, của người Do Thái đầy ra đó mà họ không đủ uy tín, dân chúng không hề muốn nghe họ, muốn thấu đạt những cái điều họ nói, họ trình bày. Trong khi đó Chúa Giêsu là một kẻ không quyền lực, không hề có bất cứ một tâm tiếng nào, là một kẻ chìm khuất tự dưng nổi dậy rồi lôi kéo dân chúng theo mình nườm nượp, hết đám đông này tới đám đông khác. Sự ganh ghét đó là một trong những lý do khiến họ muốn triệt tiêu Chúa Giêsu. Có điều là cái sự triệt tiêu chưa đến nỗi chín mùi thôi, thưa anh chị em, sẽ đến một ngày nó chín mùi và câu chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng chúng ta thấy giữa sự bất đồng ý kiến của người Do Thái và hàng lãnh đạo của Do Thái giáo với nhau, lại có những người rất tốt lành, trong đó có ông Nicodemo là một bậc thầy trong thiên hạ. Theo lời Chúa Giêsu đã từng nói như thế, Chúa bảo rằng ông là bậc thầy trong thiên hạ mà ông không hiểu hết những lời của tôi nói cho ông nghe sao. Chúa Giêsu cũng phải nhìn nhận Nicodemo là một bậc thầy, có nghĩa là ông là một rabbi Do Thái, ông là một người có thể nói là sáng kiến, nhiều sáng trí, thông minh. Ông đã nhận ra được nơi Chúa Giêsu không phải con người tầm thường, không phải là một kẻ mà như dân chúng hay như mọi người đồn đại đó là một tên quỷ ám, không. Ông nhận ra nơi Chúa có điều gì khác, cho nên đã từng lén ban đêm đến gặp Chúa để lắng nghe lời chân lý của Chúa. Và hôm nay khi giữa hội đồng Do Thái có những bất đồng về Chúa, tranh luận về những điều mà họ muốn bắt bớ Chúa, ông đã có những lời bênh vực Chúa rõ ràng. Tôi hỏi các ông, trong luật Do Thái của chúng ta, khi muốn kết án ai thì phải xét xử chứ, muốn bắt bớ ai thì phải có lề luật chứ, đâu phải muốn bắt là bắt, muốn hành làm sao thì hành, hạ làm sao thì hạ. Lời nguyên văn của ông Nicodemo nói: chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ hoặc không biết rõ họ làm gì không? Đâu có chuyện đó. Ông có một lời bênh vực Chúa Giêsu. Tuy nhiên ông chỉ là một thiểu số, cho nên có lẽ cái tiếng nói của ông cũng chỉ là tiếng nói nhẹ, một tiếng nói còn rất yếu ớt đấy thôi. Đến nỗi sau đó tất cả số đông của những hàng lãnh đạo Do Thái đã quy chụp ông. Chắc là ông cũng là người Galilea, thành ra ông binh vực ông Giêsu đó sao? Trong hàng lãnh đạo của chúng ta có ai tin vào Giêsu không? Họ lấy cái cớ là chính họ không tin vào Chúa, đám đông của họ, để rồi cuối cùng họ muốn khử trừ Chúa, họ muốn khử trừ một sự thật, họ muốn khử trừ chân lý. Nhưng thưa anh chị em, dù có giết Chúa Giêsu thì chân lý vẫn sống, bởi Chúa chính là chân lý, người sống lại. Thành ra chân lý về đức tin, về tình yêu của Thiên Chúa, về lẽ sống mà chính Chúa rao giảng và mang lại cho con người, nhất là lẽ sống đức tin và lẽ sống của ơn cứu độ,
mãi mãi trường tồn, không có ai có thể giết được. Người ta có thể giết chết thân xác của Chúa, người ta không thể giết được linh hồn của Chúa. Người ta có thể giết được cái con người Giê-xu ở trần thế, người ta không thể giết được Thiên Chúa nơi con người Giê-xu. Vì thế chân lý của người, chân lý của Đấng là Thiên Chúa mặc lấy con người Giê-xu ấy ở giữa trần thế, mãi mãi trường tồn, mãi mãi vẫn sống. Và đó là bài học dạy cho tất cả mọi người, chứ không phải trong thời của người Do Thái xưa mà thôi. Ngày nay tất cả những ai đang chống đối Chúa Giê-xu, đang có những khuôn mặt đối diện với Chúa Giê-xu và những khuôn mặt căm thù đối với Chúa Giê-xu, hãy nhớ điều này là Chúa chính là chân lý. Không ai có thể giết được chân lý giữa cõi đời này, bởi người ta có thể giết được những tín hữu Kitô, chứ người ta không thể giết được Thiên Chúa của người tín hữu. Thiên Chúa ấy mãi là chân lý trường tồn. Có giết những người Kitô hữu thì chân lý ấy càng rực sáng mà thôi. Quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay trong bài đọc thứ nhất, trích sách Khôn Ngoan kể lại sự suy nghĩ của những kẻ gian ác. Họ nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, cũng bực mình. Quý ông bà và anh chị em, qua bao năm Chúa Giê-xu đi rao giảng, mà căn tính của Chúa Giê-xu vẫn là một dấu hỏi không thể giải đáp đối với người Do Thái lúc bấy giờ. Lời giảng dạy cùng với những dấu lạ, những phép lạ Ngài đã làm cũng không đủ giúp họ tìm ra căn tính của Kitô nơi Chúa Giê-xu, mà chỉ làm cho họ thêm thù ghét, rồi buộc cho Ngài tội phạm thượng và tìm cách bắt Ngài để giết đi. Vâng, quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay của Thánh Gioan kể rõ việc đám đông kinh ngạc khi thấy Chúa Giê-xu đang giảng dạy tại đền thờ. Dân chúng vốn biết rõ các nhà cầm quyền, cách này hay cách khác, rất thù ghét Chúa Giê-xu, nên kinh ngạc về sự can đảm của Ngài xuất hiện nơi công chúng. Họ ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Ngài giảng dạy mà không ai ngăn trở hoặc làm khó dễ. Và rồi họ bỗng hé lên sự suy nghĩ rằng, phải chăng người này là Đấng Kitô, là Đấng Messiah, Đấng được sức dầu của Thiên Chúa, và các nhà cầm quyền cũng biết thế nên đã không ngăn cản Ngài. Tiếc thay, ý nghĩ đó vừa lóe lên thì đã bị dập tắt ngay. Điều ngăn trở là vì họ biết quê quán của Chúa Giê-xu ở đâu. Họ biết Ngài ở Nazareth. Họ biết rõ cha mẹ của Ngài, anh em bà con của Ngài, tổ tiên của Ngài. Nếu mà như vậy thì chẳng còn gì là bí mật đối với họ cả. Quý ông bà và anh chị em, một sai lầm mà họ không thể nhìn ra được nơi căn tính của Chúa Giê-xu Kitô, Đấng đã được Thiên Chúa Cha sai đến thế gian để cứu chuộc nhân loại, Đấng Messiah, Đấng cứu chuộc nhân loại.
Vâng, cho đến ngày hôm nay, đây cũng là một sự lựa chọn của mỗi người chúng ta. Mỗi người đều phải tự quyết định lấy vị thế của mình đứng về câu hỏi căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Và căn tính của mỗi người chúng ta là những Kitô hữu. Chúa Giêsu đã mặc khải căn tính đích thực của Ngài. Ngài là con của Thiên Chúa và Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chọn con đường thập giá để cứu độ nhân loại. Mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội thì chúng ta cũng mang trong mình căn tính Kitô. Căn tính là con của Thiên Chúa. Và vì thế việc đi theo Chúa Giêsu trên đường thập giá là đương nhiên trong cuộc sống của chúng ta nơi dương thế này. Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta cũng biết vâng phục Thiên Chúa, vâng phục và làm theo lời của Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho mỗi người chúng ta. Ngài đã hiến thân chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta sống đúng căn tính của Kitô hữu, luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa và vác thập giá hàng ngày mà theo Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua đoạn trích tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh mâu thuẫn giữa các tầng lớp ở thời Chúa Giêsu. Những người tư tế và các Pha-ri-si-ên rất khinh rẻ người dân. Họ gọi những người đó là bọn dân đen. Với họ thì những người ở tầng lớp dân đen này là những người hạ cấp, không đáng cho họ miệt thị. Họ lớn tiếng nói rằng, còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Với thái độ kiêu căng quý phái và kỳ thị tri thức, họ đã loại bỏ những người xung quanh ra khỏi cuộc sống của họ. Ghê gớm hơn nữa là họ loại bỏ người xung quanh ra khỏi con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Và Kinh Thánh cho biết họ bắt đầu chia rẽ nhau. Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Họ vấp ngã vì chính điều mà họ đang tìm kiếm, đó là Thiên Chúa. Thế nên, có lần Chúa Giêsu đã nói rằng, phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Nghĩa là phúc cho những ai không vì giáo lý, cách ứng xử và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu mà sa ngã, mất lòng tin tưởng vào người. Chẳng hạn, khi Đức Giêsu nói về bí tích thánh thể, về bánh hàng sống là chính thân thể người, do không hiểu và không chấp nhận được những lời dạy đó, nhiều môn đệ của người là những người đã đi theo người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Và từ đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Tại sao họ vấp ngã vì những điều Chúa làm? Chúng ta hãy quan sát ông Gioan Tẩy Giả. Ông là người phải đến trước để chuẩn bị và dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường và chuẩn bị như thế nào? Ông ở trong hoang mạc ăn chay khổ hạn. Đó là cách chuẩn bị cho Chúa bằng chính sự chuẩn bị tâm hồn mình. Bởi lẽ ông biết đấng phải đến là đấng như thế nào? Đấng đó sẽ làm gì? Thế nhưng, cái biết đó của ông vẫn chỉ là lý thuyết chứ chưa phải là thực tế. Ông biết về đấng phải đến qua những lời tiên báo của các ngôn sứ trước đó. Lời tiên báo trong Cựu Ước. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, có ai đã biết chính xác về đấng phải đến là người như thế nào đâu? Thưa không, Gioan Tẩy Giả cũng thế, đó là cái vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Thế nên, ông sai hai môn đệ của mình đến để gặp Chúa Giêsu như một sự xác quyết xem người có phải là đấng phải đến không.
và Chúa Giêsu đã không trả lời rằng phải, tôi là đấng phải đến, nhưng Ngài nói về bản chất của đấng phải đến, đó là thực thi lòng thương xót, chữa cho người bệnh tật, quỷ ám, lui tới với người tội lỗi và thu thuế. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người phải vấp ngã. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu là hiện thực chứ không phải là một mớ lý thuyết suông. Như vậy, họ vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Lý thuyết là cái biết về đấng phải đến, còn hiện thực là hành động lòng thương xót của đấng phải đến. Ngày nay chúng ta đôi khi cũng bị vấp ngã giữa lý thuyết và thực hành. Người hiểu biết lý thuyết rất tốt, chưa chắc là người hiểu về bản chất thực sự của sự việc. Chẳng hạn, khi nói về sự hiệp thông, người ta đưa ra định nghĩa rằng hiệp thông của giáo hội vừa là vô hình vừa là hữu hình. Khía cạnh vô hình chính là sự hiệp thông của mỗi người với Thiên Chúa, còn khía cạnh hữu hình là trong đời sống bí tích và với anh chị em của mình. Từ đó, người ta đưa ra nhiều bài học về sự hiệp thông như thế nào là sự hiệp thông, các bước để củng cố sự hiệp thông và thậm chí nói rất chi tiết về hậu quả của sự thiếu hiệp thông. Nhưng đôi khi bản thân của họ chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế, để sống hiệp thông và thực hành hiệp thông thì hầu như không biết, không muốn làm, trốn tránh bằng đủ mọi cách. Như thế, chính họ đã vấp ngã về chính lý thuyết mà họ đang giảng dạy. Trên mạng xã hội và các website có nhiều tác giả viết về hiệp thông rất hay, rất xúc tích và chi tiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở ý tưởng và phương pháp mà không trở thành đời sống, thì đó cũng chỉ là hiệp thông bàn giấy. Chúa Giêsu nói, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Điều mắt thấy tai nghe nơi sự hiệp thông không phải là ở nơi các bài viết, các bài nói chuyện. Sự hiệp thông đích thực phải là hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình bằng cả đời sống. Đó là điều mắt thấy tai nghe. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết để biết về điều đó thôi thì chưa phải là hiệp thông đích thực. Vì chúng ta có nói giỏi cách mấy thì cũng không thay thế cho những hành động thực tế của mình là những điều mắt thấy tai nghe. Chẳng hạn, nói về Chúa rất hay, nhưng trong tương quan với anh chị em của mình thì lại rất hạn chế. Với đủ mọi lý do thì đó vẫn chỉ là hiệp thông bàn giấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những điều đó, để mỗi người chúng con không chỉ là những thầy dạy về sự hiệp thông, mà còn phải là chứng nhân của sự hiệp thông bằng mắt thấy tai nghe trong cuộc sống đời thường nữa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con xin dâng lên Chúa những lo âu vui buồn mỗi ngày, con xin dâng lên Chúa những khó nhọc tìm đường sinh nhai, con xin dâng lên Chúa những mong ước trên đường tương lai. Các vệ binh trở về trả lời với các thượng tế và người Pha-ri-sêu: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những người lính trong toán vệ binh đền thờ được chỉ đạo
đi nghe ngóng và bắt Chúa Giêsu điệu về cho các bậc vị vọng kia xử lý. Nhưng họ đã trở về tay không. Đã thế, họ còn cả gan trả lời một cách đầy thách thức: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Bất tuân lệnh như vậy không chỉ có nghĩa là họ sẽ bị trừng phạt, mà họ còn bị những người có chức có quyền kia liệt vào hạng những người bị nguyền rủa. Tuy không có kiến thức uyên bác về Thánh Kinh và luật Mô-xê như các ông thượng tế và biệt phái, nhưng họ lại giàu lương tri. Họ không thể bắt người vô tội. Hơn nữa, những con người đơn sơ ấy lại thật là dũng cảm, dám nói sự thật dù có bị trù dập. Chúng ta khâm phục các vệ binh. Các anh vẫn có thể bắt Chúa Giêsu điệu về cho các thượng tế mà không có lỗi gì. Các anh chỉ làm theo lệnh cấp trên. Các anh cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm. Sở dĩ chưa bắt được vì quần chúng đang ủng hộ ông ấy. Thế nhưng các anh đã quyết không làm điều sai trái và dám can đảm nói lên sự thật. Hành động của các anh có khác gì các anh đang làm chứng cho Đức Kitô. Nhưng ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì nước trời là của họ. Các anh xứng đáng hưởng mối phúc thứ 8 đó. Chúng ta khâm phục các anh vệ binh. Chúng ta phải hổ thẹn khi suy ngẫm hành động làm chứng của các anh vệ binh, bởi vì chúng ta chưa dám làm như vậy. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng ta dám làm chứng cho Chúa, cho công bằng và chân lý. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Gioan trình bày tiếp một cuộc tranh luận khác về nguồn gốc của Đức Giêsu. Như ta đã biết, lễ lều của người Do Thái diễn ra trong 7 ngày, nhưng đến giữa kỳ lễ, Đức Giêsu mới lên Jerusalem và người đã giảng dạy trong đền thờ. Thánh Gioan viết, vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Và khi đã lên Jerusalem rồi, ngày nào Chúa cũng vào đền thờ giảng dạy. Nói là giảng dạy, nhưng cũng có những cuộc tranh luận về nguồn gốc Đấng Kitô. Cuộc tranh luận này diễn ra hầu như trong suốt thời gian lễ lều. Trước hết, ta quan sát đám đông dân chúng. Một số người đã nghe Đức Giêsu giảng dạy thì nhận định ông này thật là vị ngôn sứ. Ông này là Đấng Kitô. Nhưng Thánh Gioan lại cho biết thêm, có những người trước khi nghe giảng thì đã có những định kiến sẵn về nguồn gốc của Đức Giêsu. Thế nên họ nói, nào chẳng phải Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David sao? Chúng ta nhận thấy sự khác biệt của hai thái độ nghe này. Một là nghe bằng sự trong sáng, hai là nghe khi đã có sẵn định kiến. Thánh Gioan cũng cho thấy một nhóm người khác là các vệ binh. Những người này được sai đi để bắt Đức Giêsu, nhưng họ đã trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu rồi trả lời họ: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Nhóm người thứ hai này có một thái độ khác. Họ không chỉ nghe với tất cả sự trong sáng mà thôi, nhưng họ còn biết so sánh và nhận định, xưa, nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy. Cuối cùng, họ mới đưa ra một kết luận và quyết định cách hành xử, quay trở về và không tra tay bắt Đức Giêsu. Các thượng tế và người Pha-ri-sêu dường như lại có thái độ ngược lại. Họ không chịu lắng nghe, cũng chẳng so sánh, chẳng nhận định, chẳng diện đối diện như các vệ binh. Trái lại, họ dựa vào ý kiến của một số người để kết luận. Trong hàng thủ lãnh
hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu. Sau khi dựa vào một số người, không thấy có gì thuyết phục, họ dựa vào lề luật để kết luận, còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Thái độ đánh giá người khác dựa vào định kiến, dựa vào nguồn gốc xuất thân của người đó, dựa vào tiếng nói của một số người mạnh thế, chắc chắn không phải là một thái độ của tin mừng. Một nhân vật nữa là Nicodemo. Ông là một thành viên của hội đồng các thượng tế và Pha-ri-sêu. Ông đã can đảm biện hộ cho Chúa. Chớ gì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nicodemo biết lề luật đòi hỏi sự công bằng cho mọi người. Vì thế, mọi người đều có quyền biện hộ, và tòa án không thể kết án khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Tiếc rằng, tiếng nói phản biện của ông quá yếu ớt, không đủ sức đánh động lương tâm của các thượng tế và kinh sư. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua bao nhiêu thế hệ, kể từ khi Đức Giê-xu nhập thể làm người và thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, lúc nào cũng có những con người cứng lòng chối bỏ Chúa. Và ngược lại thì cũng có những tâm hồn chân thành tin yêu Chúa, sống kết hợp với người. Đức tin vào Đức Giê-xu có thể đã bị các lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ, chụp mũ cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Người có đức tin là người bị mê hoặc hoặc bị dụ dỗ. Vì thế, cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo cho đến cùng. Mùa chay là mùa của thanh luyện, chúng ta được mời gọi để sống một cách ý thức hơn bản sắc đích thực của người Kitô hữu. Đó là để Đức Kitô chiếm hữu và sống bằng chính sức sống của người. Điều đó cũng có nghĩa là người Kitô hữu không chỉ mang danh hiệu của Đức Kitô, lời tuyên xưng của họ không chỉ đọng lại trên môi miệng, mà phải là một cuộc sống kết hiệp với người và những cố gắng không ngừng từ bỏ, quảng đại, yêu thương và phó thác. Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng cho con trên bước đường theo Chúa, để con can đảm vững bước. Thường khi gặp thử thách, con hay nghi ngờ. Xin Chúa thương ban ân sủng củng cố lòng tin để con được trung thành theo Chúa cho đến cùng. Amen. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến. Cha ơi, bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng Cha khúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện
kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tác giả Tin Mừng thứ tư kết thúc chương 7 của sách Tin Mừng bằng việc ghi lại thêm một loạt những tranh luận của dân Do Thái về nguồn gốc của Đấng Kitô. Và đó là trình thuật Tin Mừng mà Giáo hội Mẹ cho chúng ta nghe hôm nay. Chứng kiến lời dạy đầy uy quyền cùng những phép lạ cả thể lớn lao của Đức Giê-xu, trong dân chúng xảy ra tình trạng tranh luận và chia rẽ những người tin theo Đức Giê-xu và những kẻ không tin người. Những kẻ chống lại Đức Giê-xu có nhiều quyền lợi trên trần gian vì họ là những nhà lãnh đạo xã hội và tôn giáo, là những thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ điều khiển người khác, họ sai vệ binh đi bắt Đức Giê-xu. Còn những người tin vào Đức Giê-xu thì lại là những người dân nghèo, là hạng cùng đinh trong xã hội, là những người bị coi là dân đen, quân bị nguyền rủa. Những kẻ chống lại Đức Giê-xu có nhiều kiến thức vì họ thông hiểu lề luật và thánh kinh. Họ dùng thánh kinh mà tự bào chữa rằng Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào kinh thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Trái lại, những người tin vào Đức Giê-xu lại là những người bình dân ít học, là những người bị khinh miệt vì không biết lề luật. Những kẻ chống lại Đức Giê-xu thì dựa trên lý thuyết, căn cứ và sách vở. Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Còn những người tin vào Đức Giê-xu là do họ trực tiếp tiếp xúc với người, được xem người làm, được nghe người nói. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-xu thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng, ông này là Đấng Kitô. Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình 40 ngày chay thánh muốn chúng ta tiến đến một lựa chọn quyết liệt, chọn Thiên Chúa hay gian trần, chọn ánh sáng hay bóng tối, chọn sự sống hay sự chết. Chắc chắn rằng, nếu chọn Chúa, chúng ta phải chấp nhận bị thế gian khinh miệt và coi thường, bị người đời coi là thiếu hiểu biết. Nhưng chúng ta phải có can đảm làm, nói, sống và làm chứng cho sự thật. Cho dù nhiều khi chúng ta phải trả giá đắt vì sự thật, nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Ngoài ra, việc tin vào Đức Giê-xu không thể chỉ dựa trên lý thuyết, vì người không phải là một mớ lý thuyết suông được ghi lại trong sách vở, nhưng người là một ngôi vị sống động. Vì thế, cần phải trực tiếp chạy đến với Chúa như Nicodemo, như các vệ binh, như dân nghèo, để được xem việc người làm, để được nghe lời người nói, để được diện đối diện với người, để tình yêu sẽ bừng cháy lên và tràn đầy sự sống mới. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng can đảm nơi chúng con, giúp chúng con mạnh mẽ và tự tin đứng dậy tuyên xưng rằng, tôi chọn Giê-xu, vì chỉ có người mới là niềm hy vọng của đời tôi. Amen. Chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo ngày sống mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai. Như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng gì. Chúa vẫn biết đời con đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên phần đất có đền thờ mộ thánh ở Jerusalem, người ta vẫn còn tranh luận gay gắt, thậm chí còn dùng cả vũ lực để xem phần đất này thuộc về tôn giáo nào, phần đất kia thuộc về tôn giáo nào. Điều ấy quả là đau lòng biết mấy. Trích đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy dân chúng đang bị chia rẽ vì Chúa Giêsu. Bởi giáo huấn của người đi ngược lại những suy tính khôn ngoan của con người và đặt người môn đệ trước những chọn lựa dứt khoát, triệt để vì tin mừng. Để nhận ra Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, cần có một tâm hồn luôn rộng mở trước chân lý. Phán đoán là một phương tiện cần thiết trong cuộc sống để phân định, nhưng có thể đó cũng là một trở ngại để tiếp cận chân lý vì những định kiến cá nhân. Thật vậy, nước trời sẽ luôn thuộc về những ai có tâm hồn trẻ thơ, luôn biết buông mình trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Quả vậy, vấn đề Giêsu thời nào cũng có. Chưa bao giờ nhân loại đạt được sự đồng thuận trong chân lý về chính người. Khi kết thúc trình thuật, chúng ta thấy rằng tác giả Gioan nói, ai nấy về nhà mình. Cuộc trở về đó có thể có hai thái độ, khăng khăng giữ ý kiến, thay đổi lập trường, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Cá nhân chúng ta cũng vậy, vấn đề Chúa Giêsu không chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời chúng ta. Có lúc chúng ta quan niệm Chúa Giêsu là Chúa để rồi sốt sắng, nhiệt thành. Có lúc chúng ta dửng dưng, nguội lạnh. Thậm chí có những lúc chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa. Trong những ngày còn lại của mùa chay này, đây là lúc thuận tiện chúng ta trở lại căn phòng nội tâm của mình và đối diện với câu hỏi: đối với tôi, hiện giờ Chúa Kitô là ai? Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống theo chân lý mà không sợ hãi hay chịu lung lạc bởi dư luận. Xin cho chúng con được chịu đau khổ với Ngài,
ngõ hầu cùng được hưởng phúc vinh quang với Ngài. Amen. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, xin cho con quên đi chính bản thân mình, để yêu mến Chúa làm mọi sự vì Chúa, để biết tán dương và chỉ nghĩ đến Ngài, để biết tự hạ, biết hạ mình và phụng sự Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay theo đoạn trình thuật của Thánh Gioan, dân chúng bất đồng ý kiến về Chúa Giêsu. Có người tin Chúa là Đấng Kitô, có người thì không. Ngay trong nhóm biệt phái cũng có ý kiến khác nhau về Chúa. Có kẻ lên tiếng muốn bắt bớ người, nhưng có người thì nói lên tiếng nói lẽ phải. Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Chúa Giêsu đến, nói lên tiếng nói chân lý, nhưng không phải ai đều để tâm lắng nghe chân lý. Ở đây, những người biệt phái là một trong những minh chứng. Vì sự huyền hoặc tự mãn với suy lý của mình, họ đã bịt tai, bịt tâm trí mình. Họ không tin vào Chúa, không đứng về phía Ngài, nhưng nghiêng về thứ nhận định mù quáng của họ. Họ chống Chúa Giêsu và theo lẽ tự nhiên, họ sẽ ở chiến tuyến khác với những ai lên tiếng bênh vực Ngài. Chúa Giêsu mang bình an cho con người, nhưng chỉ những ai đón nhận Ngài, nghe theo lời Ngài thì mới có được bình an đích thực. Những người chống đối, thậm chí muốn làm chuyện bất công với Chúa, bất chấp luật mà họ được hiểu, thì hẳn nhiên bên trong những con người ấy
sự bất ổn đã xảy ra. Lương tâm họ không còn đủ độ tỉnh thức, nên họ dễ dàng mưu tính hại Chúa và dễ dàng buông lời phỉ báng những ai tin vào Ngài. Chúa Giêsu đến để quy tụ, để cứu chữa, nhưng chỉ những người đón nhận Chúa mới dễ dàng hiệp nhất với nhau. Còn ngược lại, sự chia rẽ sẽ xuất hiện. Trong bối cảnh trình thuật này, sự chia rẽ đã lộ diện. Chia rẽ vì không có tiếng nói chung. Chia rẽ vì không phải tất cả tin vào Chúa. Cái đúng và cái sai không thể ở cùng một chiến tuyến. Sự ngay lành trong ý nghĩ không thể đứng cùng với sự mưu tính bất lương. Sự khiêm cung chân thành mở ra trước Chúa không thể cùng chung tiếng nói với thái độ ngạo mạn khép lòng trước đấng con người thờ kính. Chia rẽ vì đã có sự quay lưng với Chúa. Nhìn vào sự chọn lựa sai lầm của những người biệt phái năm xưa, để rồi chúng ta biết phản tỉnh cho chính mình. Chúng ta không đồng tình với điều không đúng, nhưng chúng ta không kết án cay nghiệt những ai đã hành động hoặc chọn lựa sai lầm. Vì chỉ Thiên Chúa mới là đấng xét xử. Phân tích nguyên nhân sai lầm của người biệt phái năm xưa, để hôm nay chúng ta nhắc nhở mình sẽ phải làm khác. Khác với sự quay lưng của người biệt phái năm xưa, đổi lại hôm nay, chúng ta xin đi theo Chúa. Chọn Chúa và đi theo Ngài đòi hỏi sự xác quyết mạnh mẽ. Vì đi theo Chúa là một hành trình ngược, ngược với con đường thế gian. Ở đâu đó, có thể như năm xưa, việc tin vào Chúa bị xem là điên rồ, và người có đức tin bị coi bị mê hoặc hoặc bị dụ dỗ. Nhưng nếu có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, chúng ta sẽ không sợ những quan ngại này. Lạy Chúa, giữa những cám dỗ cản trở chúng con tin vào Chúa, xin cho chúng con đủ tỉnh thức để nhận ra những mưu trước ấy. Xin cho chúng con luôn hướng về Ngài với một niềm tin sắt son. Amen. Con tin vào Chúa sống, con tin vào đấng vinh thắng, con nay tìm đến bên Ngài, ban ơn soi sáng trên đời, muôn ơn giải thoát cho con tin vào Chúa muôn ơn.